Sau đây là bốn loại thảo dược cực kỳ có lợi cho sức khỏe mà bạn nên biết. Một gạo lứt không chỉ là một món không thể thiếu trong thực đơn ăn kiêng mà còn tốt cho sức khỏe của cả người không ăn kiêng. Tác dụng của gạo lứt có thể giúp bạn giảm nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường, ung thư, táo bón, loãng xương. Gạo lứt là một loại ngũ cốc nguyên hạt chưa tinh chế mà chỉ đơn thuần được loại bỏ lớp vỏ ngoài nên giữ được nhiều lợi ích và chứa nhiều dưỡng chất. Tác dụng của gạo lứt không chỉ cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể mà còn phòng các bệnh nguy hiểm như ung thư hay loãng xương. Bạn hãy thử bổ sung và thực đơn hàng ngày các món ăn với gạo lứt để vừa thay đổi khẩu vị vừa tăng cường sức khỏe nhé. Hai đậu đen là loại hạt chứa rất nhiều dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Đặc biệt bạn thường thấy đậu đen được nhiều chị em dùng để giảm cân hay uống nước đậu đen để làm đẹp. Đậu đen là loại hạt chứa nhiều chất xơ không hòa tan nên có tác dụng hạn chế những bệnh liên quan đến tiêu hóa. Sử dụng thực phẩm từ đậu đen giúp giảm nguy cơ bệnh tim mạch, ngăn ngừa lão hóa, tốt cho mắt, phòng chống một số bệnh ung thư. Ba lá sen là bộ phận của cây có dược tính cao được ứng dụng lâm sàng trong nhiều bài thuốc. Lá sen có tác dụng dưỡng tâm, an thần, làm hạ huyết áp, giảm mỡ máu, phòng chống các bệnh tim mạch. Lá sen có vị hơi đắng, tính bình, an toàn cho cơ thể. Mùi thơm hơi nhẹ, giúp ích nhiều cho các bệnh về thận, thanh nhiệt, tốt cho tim mạch. Đây là vị thuốc đa công dụng nhưng rất dễ tìm. Bốn xạ đen là một trong những loài dược liệu quý ở nước ta và nhiều quốc gia trên thế giới xạ đen còn gọi là cây ung thư vì có tác dụng hỗ trợ điều trị ung thư rất hiệu quả, đặc biệt là ung thư ruột kết, ung thư đại trực tràng, ung thư cổ tử cung, ung thư buồng trứng. Đó là nhờ vào những hợp chất Maytenfolonea, flavonoid, quinone, saponin có trong cây xạ đen xạ đen có khả năng kháng virus gây bệnh viêm gan như viêm gan B, A và C. Nhờ công dụng thanh nhiệt, giải độc, xạ đen được xem là liều thuốc chữa chứng mất ngủ và suy nhược thần kinh rất tốt, khi dùng, xạ đen làm giảm các triệu chứng hoa mắt, chóng mặt và tăng cường vận chuyển máu đến não phòng ngừa tai biến mạch máu não xạ dạ đen giúp tăng cường sức đề kháng và chữa một số bệnh khác